Đây nha, em vừa vệ sinh xong cái cây máy cưa Spin 018 siêu đỉnh siêu VIP cho anh em này. Đó, con này là máy cực mới lên anh em nha. Hàng bãi về bao đẹp. Quay video anh em xem lúc chưa dọn và bây giờ đã dọn xong này. Đó, nhầm khế chưa có chạy nha. Đó, rất mới. Rửa xong là đẹp ngay anh em. Anh em nào thích lên hai ốc, quản ốc phải ra thay ốc mới vào. Đó, bô bằng nguyên sơn nha. Đó, tem mác mã số máy đây. Đó, quá đỉnh. Đó, tem mác rất ok luôn. Rồi, siêu VIP siêu xịn sò cho anh em luôn. Chỉ có hoa máy bãi cũng có nhiều cái máy đẹp này, quay cho anh em tham khảo anh em xem. Siêu VIP siêu xịn sò anh em luôn nha. Đó, những cái cây máy này còn rất đẹp mới. Đây nha, không làm như chưa xài nha. Đó, không có một tí bẩn đâu. Nhựa còn trắng phau như máy đập hộp. Quá mới, quá đỉnh cho anh em luôn nha. Đó, anh em nào có nhu cầu mua máy đẹp, anh em thích sưu tầm, cùng đam mê với Hoàng Máy Bãi, anh em đăng ký kênh YouTube Hoàng Máy Bãi hoặc kết bạn qua Zalo 0345050399 giúp Hoàng. Đó, Hoàng sẽ sưu tầm những cây máy mới quay cho anh em xem, cho anh em thưởng thức những cây máy đẹp xịn sò cho anh em nha. Đó, mới cực kỳ luôn, tất cả đều bao zin từ A đến Z. Hoàng đợt này Hoàng sẽ quay những cái lúc mà chưa vệ sinh rồi đến lúc vệ sinh cho anh em xem từ lúc A đến Z luôn nha. Chuyên quay những cây máy đẹp cho anh em thưởng thức nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Hoàng Máy Bãi nha anh em. Anh em đăng ký kênh và subscribe kênh, bật thông báo bên biểu tượng hình cái chuông. Đó, anh em nào cần mặt hàng gì anh em cứ liên hệ qua Facebook Hoàng Máy Bãi nha anh em nhé. Đó, cây này hiện tại đã có khách đặt rồi anh em nhé. Đó, nên em sẽ quay video cho anh em thưởng thức vậy thôi, chứ còn cây này là người ta đã mua rồi nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Hoàng Máy Bãi. Xin chào toàn thể anh em.